À, chào bạn nhé, hôm nay mình lại về được một thùng hàng thì mình lại làm clip khui hàng để bán cho các bạn. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ lược qua một tí về hình thức mua bán cũng như sản phẩm bên shop Nhật Nam bán là sản phẩm cũ chính hãng, có thể là hàng dùng rồi nhưng dùng lướt còn rất mới, hoặc là hàng dùng cũng đã lâu nhưng còn đảm bảo an toàn kỹ thuật và hàng zin nguyên bản nhà sản xuất. Cũng như tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra thì sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Nên các bạn cứ yên tâm sử dụng, chẳng may đó là trường hợp hy hữu thôi, chứ còn thường thường bảo hành thì mình bán hàng thì mình cũng thấy ít lỗi lắm. Xui lắm nha, xui lắm mới có một vài cái trên hàng ngàn đơn hàng thì nó lỗi, thì các bạn cứ gửi về bên mình sẵn sàng đổi cho bạn sản phẩm khác, các bạn cứ yên tâm. Còn về vấn đề mua hàng thì có hai hình thức. Thứ nhất là mua trực tiếp tại shop, mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Các bạn lưu ý rằng là để tránh nhầm lẫn với những nơi khác họ lấy tên giống, thì mình xin nhắc với các bạn rằng là shop Nhật Nam chỉ có duy nhất một shop ở Tân Phú, Đồng Nai nhé. Còn ngoài ra thì Nhật Nam có bán online trên toàn quốc với cái hình thức là ship code. Khi mà mua online thì các bạn ở xa thì dĩ nhiên phải mua online rồi. Các bạn cũng đừng ngại về vấn đề online, bởi vì các bạn chỉ cần phải đặt cọc và sau đó hàng đến là các bạn được xem hàng. Và Nhật Nam ship hàng bên đường Viettel Post với hình thức là ship code đồng kiểm cũng như là có bảo hiểm hàng hóa. Nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề giao nhận, không có sợ cái vấn đề mà bị đổi hàng, đổi hóa hay là này kia. Còn về khi mà gửi đến rồi kiểm tra không cấn móp bể vỡ trong quá trình vận chuyển đấy thì các bạn mới nhận nha. Còn nếu mà có bể vỡ cấn móp hay là nó không đúng với lại cái sản phẩm các bạn mua thì các bạn có thể khiếu nại với bên mình để không nhận cái sản phẩm đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui hàng cho các bạn để các bạn chọn lựa máy ưng ý mua, các bạn theo dõi. Bạn nào xem kênh chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé. Đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông chọn thông báo để đừng bỏ lỡ những video mới nhất của shop. Vì khi các bạn đăng ký mà các bạn có nhấn cái chuông, có nghĩa là các bạn chọn nhận những cái thông báo khi mà Nhật Nam có đăng clip mới lên kênh. Và shop Nhật Nam bán hàng thì theo yêu cầu của khách hàng, cho nên mình đã lược bỏ cái phần phụ kiện, chỉ báo giá máy thôi. Có nghĩa là trước đây thì mình có bán kèm phụ kiện, thì thực ra thì phụ kiện thì nó không phải là tặng đâu. Phụ kiện thì thực ra là kèm theo, là có cộng vào với lại cái giá trị của sản phẩm các bạn nhé, có cộng vào với cái giá trị của sản phẩm, cho nên khi chúng ta mua đầy đủ phụ kiện như thế thì giá nó khác. Còn Nhật Nam đã lược bỏ ra, chỉ báo giá máy trần cho các bạn thôi, bởi vì rất là nhiều bạn sử dụng nhiều sản phẩm trước đây và đã có được những cái bộ sạc cùng cái dòng hoặc có thể dùng chung được và chúng ta không cần phải mua sạc nữa. Chính vì vậy mình mới bán là không kèm phụ kiện, chứ không phải là bớt xén gì đâu. Và nếu có phụ kiện vào thì cũng vẫn phải thêm tiền, chứ còn thực ra thì cũng không ai cho không ai cái gì cả, các bạn cứ để ý đấy mà xem. Và về sản phẩm cũ thì thường thường là tiền nào nó của đó các bạn nhé. Đây, mình thấy khá là nhiều lắt nhắt hộp nhỏ trong này, mình bỏ ra đây đi. Chứ các bạn thử nghĩ coi, đơn giản nếu như một cái sản phẩm, mình nói sơ lược qua về vấn đề mà cho tặng, chẳng hạn như một cái sản phẩm họ bán ra họ lãi được 50.000, không lẽ họ lại tặng bạn bộ sạc trị giá 70.000, thế họ lỗ 20, thế họ làm bằng cái gì, đúng không? Có ai làm lỗ không, đúng không? Không hề có. Không ai làm lỗ cả các bạn nhé. Samsung Galaxy A52s 5G, hàng mới nguyên hộp, thấy có ghi chữ new đây là mới, tức là chưa ai dùng đâu, đúng rồi, chuẩn luôn. Bộ sạc còn nguyên si cũng như cái máy còn guarantee, còn guarantee máy chưa có bỏ các bạn nhé, máy mới luôn, A52s. Để mình khui ra mình kiếm cái hóa đơn mới bán cho bạn được. A52s phiên bản 5G, vậy là có hai máy mới, một máy là 128 và một máy là 256. Đấy, máy này 128 này, máy này 256 này. Đấy, máy thì nó còn khác nhau về phiên bản bộ nhớ nữa.
hoặc là nhiều khi một số nơi niêm yết giá nhưng chưa chắc đã có hàng. Bây giờ buôn bán mình thấy có một cái tình trạng cứ thả giá đó cho các bạn so sánh thôi, nhưng điện đến là không có hàng. Đó, thì các bạn có thể là sẽ thấy rẻ hơn ở bên shop của mình, xong cái là kêu bên mình là bán đắt, nhưng mà thực tế là bên kia là nó là giá ảo, báo giá ảo, các bạn hiểu không? Nên là các bạn thấy báo giá như thế là các bạn thấy rẻ, các bạn điện mua luôn xem có hàng hay không. Đấy. Hay là lại gạ các bạn sang mua sang sản phẩm khác. Thì cái đó là gọi là báo giá ảo thôi. Để giống như ta không ăn được thì chả thằng nào bán được ấy. Rồi để mình xem cái A52S bản 5G này giá của nó là bao nhiêu tiền các bạn nhé. Hơi bị đắt các bạn ạ. Hơi bị đắt. Cái 128GB này để xem màu gì, màu xanh luôn, màu xanh ngọc. Máy mới các bạn nhé. Máy mới thì không có gì phải bàn cãi cả. Đấy, đầy đủ sạc, hộp mới, sách hướng dẫn, máy mới luôn. Chưa ai dùng. A52S này là bản 128GB có giá bán là 8 triệu rưỡi nha các bạn. 8 triệu rưỡi. Máy mới rồi thì khỏi phải lăn tăn, mới cứng. Còn 256GB cũng là màu xanh ngọc, khá là đẹp nha, máy mới. A52S Samsung chính hãng bản 5G là 9 triệu 8 nha các bạn. Cái 256GB là 9 triệu 8. Ok. A52S 5G và cái 128GB là 8 triệu rưỡi nha các bạn. Đấy, chênh nhau 1 triệu 3. Ok. Để cho các bạn dễ lựa chọn. Rồi tiếp theo là A80 nguyên hộp. A80 hàng rất là hot. Bởi vì nó đẹp. Cũng như là sử dụng camera xoay lên. Nó thò lên xong nó lại xoay nữa. Rất là điệu nghệ, rất là ok. Đấy. Đấy. Thò lên và nó xoay các bạn thấy không? Rõ ràng ha. Này, đấy. Nó rất là hay. Con này thì mình thấy là máy có hộp phụ kiện zin kèm theo đầy đủ. Máy màu gold rất là mới. Mình nghĩ là khả năng hàng tồn kho thôi, nó mới luôn đây này, thấy không? Các bạn thấy này. Nhìn chân sạc với kiểu này là mới rõ ràng. Mới cắm sạc có vài lần. Nói chung là mới leng keng như xà beng luôn. Máy cũng vậy, viền cạnh không có chảy xước gì hết, chỉ có dấu tay cầm vào thôi. Ok, vậy là khá mới A80. Thì nói chung là những cái sản phẩm này thì thường thường bán theo cái độ mới của nó, nên là cũng không nhất thiết là ở một cái mức giá nào đó nha các bạn. Thì con này là màu gold. Mình xem cái giá coi. Thấy nó mới quá chắc đắt. Ok, đúng rồi, đã khá là đắt. 5 triệu rưỡi các bạn nhé. 5 triệu rưỡi. Nhưng đắt thì nó sắt ra miếng thôi. Chứ còn của rẻ thì của ôi, của đầy nồi là của không ngon. Đó là cái quy luật từ cổ chí kim nó như vậy rồi. Rồi tiếp theo thì có những cái máy gì đây. A3S phiên bản RAM 3, bộ nhớ 32, hàng zin, máy đẹp keng. A3S mà đẹp khá hiếm ấy nhỉ. Thật sự luôn, các bạn theo dõi nhiều clip của bên mình thì biết đấy, khá hiếm. Con này chính hãng dùng được 2 sim pin trâu nhá. Là sản phẩm của hãng Oppo. 2 sim phiên bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB và có cái giá bán cho các bạn là 2 triệu mốt các bạn nha. 2 triệu bốt. Các bạn lưu ý là những cái máy không có hộp như thế này là mình báo giá là máy trần thế này thôi. Các bạn vẫn có thể mua thêm bộ sạc bên mình 100.000 đối với cái máy này. Đấy, còn bộ sạc thì tùy theo, từ 1 đến 300 tùy theo cái máy. Chẳng hạn như có những cái máy đời cao cấp thì phải sạc cái bộ sạc zin 25W thì nó tới 200. Hoặc là như những cái máy iPhone mà các bạn muốn mua sạc 18W thì nó tới 300. Đấy. Rồi tiếp theo là đến M20. M20 hàng keng. Con M20 này khá là đẹp, màu đen. Máy zin nguyên bản nhà sản xuất chuẩn chỉ luôn, rất mới luôn. RAM 3 bộ nhớ 32, con này pin rất trâu, pin 5.000 các bạn nhé. Màn hình 6:3, giọt nước. Chính hãng Samsung dùng được 2 sim. Giá máy trần là 2 triệu 6 các bạn nhé. 2 triệu 6. Tiếp theo hàng rất hiếm. Hiếm tức là lâu rồi không có. Hiếm với mình thôi nha. Rồi ok, đó là Samsung Galaxy A20. A20, màn hình AMOLED, 6:4, giọt nước và pin 4.000, hai camera sau có vân tay. Chính hãng dùng được 2 sim, có một máy màu xanh khá là keng. Nói chung len keng như xà beng luôn. Hàng đẹp.
tuyển chọn luôn các bạn nhé. Thì cái giá bán của con A20 này là 2.600.000 luôn, 2.600.000. Vậy hôm nay có những cái dòng máy Samsung hơn 2 triệu rất dễ cho các bạn mua nhé. Tiếp theo là Samsung Galaxy Note 9 các bạn ạ. Hàng rất hiếm, Note 9 màu đen, máy đẹp ken chính hãng, bút viết các kiểu đầy đủ, ngon lành cành đào. Máy rất đẹp, chính hãng, dùng được 2 sim nha, màu đen, len keng như xà beng, Samsung Galaxy Note 9. Và máy trần này sẽ có cái giá bán cho các bạn là 6.700.000 các bạn nha, 6.700.000 có một máy. Máy rất mới. Tiếp theo là Samsung Galaxy A50s màu đen, máy đẹp len keng như xà beng luôn, len keng như xà beng luôn các bạn nha, 3.600.000. Con này RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4, đánh dán màn hình nó rộp lên rồi, lột ra luôn cho các bạn yên tâm rằng là màn hình len keng mới cứng, zin nguyên bản chính hãng, dùng được 2 sim. Giá máy trần là 3.600.000 và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng các bạn nhé. Tức là cái về chế độ bảo hành thì giống nhau hết, tất cả sản phẩm mình bán ra đều được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu. Còn những sản phẩm là hàng mới thanh lý, nhưng những quả này thì sau 3 tháng đó các bạn vẫn được những cái chế độ bảo hành theo như của hãng các bạn nhé, theo như của hãng, bởi vì mình bán là hàng chính hãng. Và nếu có chăng có con nào sách tay hay như thế nào đó thì mình luôn luôn báo trước cho các bạn rồi. Ok, tiếp theo là Oppo A54, một con máy khá là chất, pin trâu, cấu hình khỏe, RAM 4, bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Giá bán là 3.900.000 nha các bạn, Oppo A54. Con này thì như mới, mới sản xuất gần đây, khá là chất, pin 5000 đấy. Tiếp theo là đến Oppo Reno 2 vây cá mập. Con này RAM 8, bộ nhớ 256GB. Hàng đúng mức để sưu tầm khi mà cái quả camera trước, khi mà các bạn chụp hay quay, hoặc là thậm chí mở mật khẩu bằng khuôn mặt hay gì đó là nó thò lên sẽ tạo thành hình vây cá mập khá là đẹp các bạn nhé. Con này chính hãng, RAM cao, bộ nhớ khủng, RAM 8, bộ nhớ 256 này, sử dụng chip của Mỹ Snapdragon, cực kỳ ok. Và giá bán có một máy duy nhất, là giá bán của nó là 5.500.000 nha các bạn, 5.500.000. Máy khá đẹp, zin chuẩn, chắc chắn, ngon lành. Giá máy trần nha, 5.500.000. Tiếp theo là đến con Reno, cái bản 5G. Con Reno này hôm trước mình có một cái bán rồi và bị nhầm lẫn cấu hình. Con này là hàng sách tay 1 sim. Sách tay 1 sim, đấy, nói rõ sách tay 1 sim, bạn nào ok được thì mua nhá. Tuy nhiên cấu hình cực kỳ khủng. Đó là được trang bị RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Và trang bị con chip Snapdragon, để mình mở lên xem, không nhớ. Con máy này khá mới. Lưu ý là dùng được 1 sim thôi nha. Reno 5G nhưng chất lắm, cấu hình khỏe lắm, chơi game thì khỏi phải chê. Chờ nó một tí đi. Tiếp theo là đến Samsung Galaxy A51. Một con hàng rất là hiếm trong thời gian gần đây, không có hàng luôn. Các bạn cũng theo dõi của mình thì khoảng 2 tháng nay là mình không có A51 để bán luôn. Đấy, hôm nay có một con máy màu đen khá là keng. Con này thì màn hình 6 inch 5, công nghệ màn nút ruồi, pin 4000, 4 camera sau hình chữ nhật. Nói chung là hàng chính hãng, dùng 2 sim khá là chuẩn chỉ luôn. A51 nha các bạn. Giá bán của nó thì là 4.600.000 máy trần các bạn nhé, 4.600.000. Từ giờ đến cuối năm thì thể nào cũng Tết, cho nên là hàng hóa dạo này mình thấy có tăng đấy. Còn các bạn nào cứ thấy chỗ nào rẻ thì chắc chắn rồi, một là hàng không có, hai là hàng không chất. Của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon. Tiếp theo là có con Note, con này là Samsung Galaxy Note FE. Note FE hàng đẹp, có dán lưng đàng hoàng tử tế, con này lại càng hiếm nữa. Con này thì thực tế là hàng năm nay mình không có, cách đây hơn 1 năm, 2 năm trước thì rất là nhiều, bán rất là nhiều. Nhưng 1 năm nay không có, con này là hay còn gọi là Note 7 đấy. Cái đợt Note 7 bị lỗi, cái xong là Samsung nó mới đưa ra cái phiên bản Note FE này để thay thế nha. Tức là bản sửa lỗi của nó đấy. Đấy, gọi là Note FE, và rất là nhiều người tìm. Mình không biết là nó ngon lành như thế nào vì mình cũng không xài.
nhưng mà mình thấy thị trường rất là thích con hàng này nhá, và có thể nói là con hàng này là một con hàng hiếm. Các bạn thấy máy có dán lưng, lột ra là mới keng, nhanh keng như xà beng luôn, và thậm chí người giao hàng cho mình có ghi chú luôn ở đây cái chữ đẹp này, các bạn thấy không, FE đẹp này. Đấy thì các bạn biết là nó phải đẹp rồi, chuẩn rồi nhá. Sản phẩm này chính hãng, dùng được hai sim, nó FE để mình xem nào. Và giá bán của con này nó là 4 triệu nha các bạn, 4 triệu có mỗi một máy thôi, khỏi chê mắc rẻ. Rồi tiếp theo con này lên là mình xem chip của nó coi. Con này cấu hình khủng lắm, tuy nhiên là nó có cái hạn chế là một sim nên phải nói rõ với các bạn. Đấy, con này là được trang bị chip Snap là gần 855 cơ. Con này rất là khủng và RAM 8, bộ nhớ 256 GB bạn nhé. Tuy nhiên dùng được một sim thôi. Đấy, lưu ý rõ. Oppo Reno phiên bản 5G. Rồi tiếp theo là A3S luôn. A3S này thì dĩ nhiên là cũng 2 triệu mốt các bạn nhé. RAM 3, máy rất là keng, khá là ok. Như sản phẩm này nhiều bạn sẽ hỏi bảo có học online được không, thì mình trả lời luôn là học được nhé, pin cũng khá là trâu, ổn. Giá thì rẻ thế thôi, nhiều khi nhà đông con mỗi cháu một máy thì nó chi phí nó đỡ, chứ nhà ba bốn đứa học online cả mà ba bốn cái iPad trị giá hàng 20 triệu thì nó cũng hơi căng đúng không. Thì đây con này màu đỏ nữa này, cũng là A3S này, và 2 triệu mốt nha các bạn. Đấy, đồng giá máy khá đẹp đấy, sạch sẽ rẻ, xài hết mùa học online năm nay rồi, nâng cấp lên đời bán lại vẫn được. Rồi tiếp theo đây thì mình còn được ba cái con iPhone 11 Pro Max, ba camera đó, cái sản phẩm ba mắt và màn hình to, pin trâu, sản phẩm này pin rất trâu các bạn nhé. Pro Max thì xài khỏi chê rồi, riêng dòng iPhone thì Pro Max trở lên thì pin không phải nghĩ, bởi vì pin hình như nó tới 4.000 các bạn. 4.000 của iPhone thì nó bằng 6.000 của thiên hạ. Dăm ba cái thiên hạ chỉ thích số to thôi đúng không? iPhone nhỏ mà có võ camera 12 mê mà đếch ông 100 mê với lại 64 mê nào chụp lại hết á. Đấy, đây là con máy màu xanh rêu, tình trạng mã Mỹ, 64 GB zin nguyên bản, máy đẹp keng, đẹp, rất đẹp. Pin 84%. Và có giá bán là 17 triệu 200 nghìn các bạn nhé. Máy đẹp như mới luôn. Đấy, tuyệt vời. Tuyệt cú mèo luôn. Màu xanh rêu. Rồi tiếp theo thì mình có màu trắng. Màu trắng ngọc trai. Pin 89%, cũng mã Mỹ 64 GB. Máy cũng keng như mới mới. Đấy, len keng và zin nguyên bản nhé. Chắc chắn rồi. Bao test, bao các kiểu con đà điểu cho các bạn luôn. Tình trạng con này pin được 89. Màu trắng này thì là 17 triệu 300 nha các bạn, 17 triệu 300 và cũng là giá máy trần nha. Và nếu như bạn nào muốn mua bộ sạc 18W của máy này thì nó sẽ là 300 nghìn nữa cộng thêm các bạn nhé. Bên mình có bán. Đấy, máy kem. Bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng và cam kết là hàng zin chuẩn quốc tế, vì shop Nhật Nam không bao giờ bán máy lốc. Và tiếp theo là đến cái phiên bản màu rẻ nhất, đó là màu đen. Đấy, màu đen. Màu đen lịch lãm thì giá lại rẻ nhất có 17 triệu thôi. Con này cũng zin nguyên bản 64 GB, pin rất trâu, còn 88%. Chuẩn chỉ luôn và là 17 triệu bạn nhé. Rồi vừa rồi thì mình đã giới thiệu cái thùng hàng về hôm nay, bên cạnh đó có mấy con iPhone 11 Pro Max khá là chất. Thì đã review chi tiết cho bạn đấy, các bạn xem kỹ, muốn mua cái sản phẩm nào thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Khi mua hàng online các bạn buộc phải đặt cọc trước từ 1 đến 500 ngàn tùy theo giá trị của sản phẩm. Cụ thể như sau: dưới 5 triệu đặt cọc 100, trên 5 triệu đặt cọc 200, trên 10 triệu đặt cọc 300, trên 15 triệu đặt cọc 500, qua một trong hai hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc là thẻ cào. Bạn nào đặt cọc bằng thẻ cào thì vui lòng đặt cọc thẻ Viettel hoặc Mobi mệnh giá từ 1-200 nghìn, cào ra gửi mã nạp tiền và seri của thẻ sang cho Nhật Nam, hoặc cào thẻ ra chụp hình gửi qua Zalo. Sau đó vui lòng giữ cái thẻ đó lại, đừng vứt đi, đừng cho ai nạp cho tới lúc nhận được hàng các bạn nhé. Một điều lưu ý rất là quan trọng đó là hàng đến được kiểm tra hàng, bẻ vỡ cấn móp đừng nhận và phải báo luôn cho Nhật Nam nha, vì cái đó có thể là do bên vận chuyển gây ra.
Và một điều nữa các bạn lưu ý rằng là shop nhà Nam sẽ không bao phí ship. Phí ship là khách mua hàng phải trả các bạn nhé. Mình sẽ thu cố định và phí ship có bảo hiểm, nên một số máy đời cao cấp phí ship rất là cao. Mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video cũng như đã luôn ủng hộ kênh Di động Nhật Nam. Một lần nữa thì bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhấn vào đăng ký để ủng hộ cho mình, cũng như like, chia sẻ video đến nhiều người hơn để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.